Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video mới nhất của mình. Các bạn thân mến, sau đây là một đoạn video mình ghi nhận được trong buổi tuyên truyền về an toàn giao thông trường học lần thứ 11 của câu lạc bộ Caravan Doanh Nhân tại thành phố Hồ Chí Minh sáng nay trên địa bàn thành phố Vị Thanh với chủ đề Vì một cung đường không phấn trắng. Thực hiện công văn số 32 của thành đoàn Vị Thanh về việc triệu tập lực lượng hỗ trợ tổ chức sự kiện này, Ban thường vụ đoàn trường Vị Thanh đã cử hai lực lượng đến địa điểm tổ chức để hỗ trợ cho ban tổ chức như ổn định học sinh, phát nón bảo hiểm cho người dân bằng hình thức thu nón cũ và đổi nón mới, đồng thời phát nón cho học sinh trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Sự kiện thu hút trên 2.000 người tham gia. Rồi xin mời chú Sang Thanh chốt lại là nãy giờ ba tình huống thì 1, 2, 3 lỗi gì? Nhanh chóng ghi lỗi gì để các em biết. Đây, chuẩn bị tiếp tục tiếp theo. Rồi rồi, nhìn đi. Trời ơi, cái gì vậy? Đi, rồi đó cái hội này rất lớn. Trời ơi, rồi, quay lại luôn. Lên nữa. Rồi, xin mời chị muốn tình huống tiếp tục. Rồi, nhanh lên, nhanh lên. Nhớ phụ bánh là cho chú ăn vậy nha. Trời ơi, tung tăng nữa kìa. Rồi, quay lại. Trời ơi, hai anh này ảnh là cái gì? Quỷ sứ hà, nắm tay nữa. Vấn đề cưng mình chia sẻ trong video này đến đây là hết rồi. Nếu thấy video này thú vị, xin các bạn vui lòng nhấn thích, đăng ký kênh và nếu có ý kiến thắc mắc, mời các bạn để lại bình luận bên dưới video này và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.